Chào mừng anh chị và các bạn đến với kênh Hiền Trần TC. Ở đây là máy cân của bác khách có gửi cho em. Bác là có 3 tia. Tức là tia ngang này, hai tia ngang này và một tia hai tia đứng này và một tia ngang. Thì cái tia ngang này có bị cháy. Bác ấy bảo kêu em là lấy cái tia ngang đứng này thay xuống tia ngang này. Thì đây em có tháo ra đây. Đây, tháo cái củ máy ra đây. Đó, tháo ra và lôi cái này ra, đây vặn ốc lôi ra. Thì nó gài vào đây. Nên là không thể lấy từ cái tia ngang này mà thay xuống đây được. Đó, muốn thay đây được là phải đem đây này. Hai cái này nó khác nhau này, là phải cắt này đi này, rồi đem đi CNC thì rớt để nó mất công quá. Mà trong cái máy này á, em nghiên cứu á, thì người ta có thiết kế thêm một cái modem nữa đây này, cái đầu máy này, tức là cái đầu máy này người ta đang làm sẵn một cái con ốc chờ này. Tức là cái máy này là cái phiên bản 1, còn phiên bản 2 người ta là có thêm cái tia trên này nữa, cái chụp này ở lên trên. Thì bây giờ là em sẽ chế như thế này, em sẽ lấy cái tia ngang này, chế cái tia ngang đây. Cũng là video này chia sẻ cho các bác coi, thì sẽ lấy cái tia ngang này đưa lên trên này. Đấy. Sẽ vặn cái nắp này lên trên này, bịt cái bên này lại đó. Thì sẽ làm lấy một tia ngang từ dưới này, bây giờ dưới không thấy được thì hỏng, thì lấy cái tia đứng này từ bên hông này đưa lên đầu này. Đó, thì sẽ như thế này. Đây em có tháo sơ ra cho các bác quay cho sẻ cho video nó nhanh một chút. Thì nãy em nghiên cứu mãi thì bây giờ thấy cũng hay, phương án này hay hơn cái phương án là lấy cái tia ngang này mà tia đứng này mà đưa xuống cái dưới. Đây em thấy người ta đã thiết kế sẵn này này. Đây này. Nhưng mà cái này thì đưa lên này và xong này thì chỉnh lại. Đó đây. Đó sẽ như thế này. Đây cái module này. Đây, em sẽ cho xuống đây như này. Đây nó có làm sẵn này. Đây, khe này. Đó. Khe này. Đấy, đưa xuống này. Rồi mình sẽ vặn ốc ở như này. Đó. Đây, nó thế này. Đó, đây, ở đây nó có hai cái dây. Đây là hai dây đường ngang xuống này, thì mình sẽ lấy hàn cái dây này có cái đầu ngang này vào cái dây này. Đây vừa tháo ra đây. Đó, em cắt này ra đây. Còn tia ngang này vẫn giữ yên, tia đứng này có cái đầu ngang này vẫn giữ yên. Còn cái đầu này sẽ đưa lên trên này. Đó, thì bây giờ em sẽ làm xong để cho các bác xem nhá. Đó. Đó, em đã hàn dây vào rồi này, em sẽ test cho các bác xem này. Cắm nguồn pin vào trên này. Đó, cái mạch điều khiển này. Điều khiển này. Cắm rồi. Ok. Đây, công tắc. Đây, nhấn đây. Đó, lên, đó thấy không? Đó, tia này là tia đứng này, tia ngang này. Đó, nó sẽ báo nó đang bị khóa. Nó đang bị khóa, em sẽ mở khóa đây. Mở khóa này. Đây nó có một cái đây con ốc ốc nó quả cái này. Rồi, bỏ này ra. Đây. Đó, ok nha. Này, chỉnh này. Đây, tia ngang này. Đó, hai tia ngang, đó thì bây giờ chỉ có tắt mở thôi, tắt mở thôi. Đó, tia đứng này. À tia thì trên đầu tắt mở này, tắt này. Đó bây giờ là đấy. Đó, đó. Ok bây giờ là sẽ cho vào đấy lại, xong rồi lắp hết lại, rồi mới cho cân chỉnh. Bây giờ là cân chỉnh mặt bằng này, tại vì khi lắp như này á là bắt đầu nó sẽ bị lệch hết này. Tại vì khi, lúc trước á là nó có cái đầu đây thì nó sẽ nặng về bên đây, thì bây giờ mình sẽ phải lấy là cái đầu kia để cài vào đây. Đó, để cho nó nặng, hoặc là bắt con ốc vào đây cho nó nặng để nó díu lại cái bên đây lại này. Đó, hiện tại đang bị lệch này. Đó, tại vì lúc trước cái đầu này nằm ở đây thì nó phải đè đây xuống. Rồi mà như bây giờ không có đây thì bây giờ là đương nhiên nó sẽ bị lệch. Đó, bây giờ thì cần chỉnh lại hết này. Đó, nhưng mà trước mắt là ok này. Trước mắt là máy là chạy rồi này. Đó, này thành công này. Bắt thôi đó. Đó, tiếng đứng giờ thành tiếng ngang, nhưng mà trên đầu luôn. Đấy, sẽ đưa lên cái đầu đầu máy như này.
nó sẽ tháo ốc này ra, đút lên trên luôn đó. À, ok, ra lắp lại, em cần chỉnh lại máy. Mà đây em sẽ lắp cho các bác xem này. Đây, bình thường nó sẽ lệch như thế này, đây, bật này, bật nguồn này, đó nó sẽ lệch, nó sẽ chớp này, do vì cái này nó lệch này, nó thiếu mất cái đầu bên đây, đầu này em tháo rồi này, đây, đầu này tháo ra rồi, cái đường dưới em vẫn lắp rồi để cho nó nặng máy nó đầm. Đây, cái ốc dưới này vẫn lắp rồi, cái mắt dưới vẫn lắp rồi cho nó đầm máy. Này là lệch nè, này hết kêu này, này hết kêu này, mở này tia ngang này, đó đây, tia ngang này, lệch này, kêu này. Để miếng cho ốc này rồi này, cho ốc này vào hạn này, đó các bác tham đó, này cho thử con ốc này rồi này, để ịp này, tức là nó sẽ nặng, nó xíu này này xuống. Đó, nhưng con ốc này nặng quá thì sẽ chế bằng cái con nhôm này. Đó, để cho nó vào đây, nhắc vào đây, để tí mình gắn keo chặt lại rồi. À, như vậy là tương xứng với cái đầu kia đó. Thì cái ốc này thì nặng quá này, ốc này mà cho vô thì nặng quá, nó hơi chiếu về bên kia nhiều hơn đó, chiếu về bên kia nhiều hơn thì cái này là vừa này, cái miếng này là vừa, con ốc này thì nặng quá này, còn không thì con ốc này phải cắt bớt đi để cho nó, tại vì bây giờ biết sao, khi mình lắp vô cái hộp này vô này, mình sẽ bịt cái nắp lại này đó, mình sẽ cây cần một bên thôi, không cần đến hai bên nữa, thì sẽ một bên lấy từ cái nắp trên này bịt xuống đó, từ cái này thì lại lắp lên trên này, lại lắp lên trên này như thế này đó, thằng này thì sẽ bịt một bên lại đó, nên là tránh để làm sao để con ốc nó ngắn rồi, nó không lồi ra ngoài đó. Này thì thằng này là tịt trong này, ok rồi này. Đó, giờ sẽ bắn keo chặt lại rồi chỉnh mặt bằng. Chỉnh bằng thì em cũng làm video chia sẻ nhiều đó, thì có đây, nó có hai con ốc ở đây này, em sẽ tắt này đi cho dễ nhìn này. Đây, rút ra, nó đỡ vướng này. Đó, đây. Đây nó có con ốc này. Đây có con ốc này, đây con ốc này. Các bác vặn, tức là các bác phải để máy bằng lại, bắt đầu phải lấy cái lục giác này, vặn này. Vặn ví dụ như bây giờ là cái đường mình xem cái chiều này đi. Chiều này mà nó lệch về bên đây nhiều á thì vặn con ốc này, siết vào, siết con ốc này này, vặn vào đây, cái này vặn vào hoặc vặn ra là cái này đó, đây là cái tia bây giờ thăng bằng chiều này các bác căn chiều này thì mình chỉnh con ốc này đó, xong rồi quay cái máy qua bên đây thì chỉnh chiều này, cái thăng bằng chiều này thì cũng lại chỉnh con ốc này đó, chỉ có hai ốc này thôi đó, chỉ cần chỉnh được tia ngang, chủ yếu là bác này bác cần tia ngang thôi, còn tia đứng này ít khi cần lắm đó, chủ yếu tia ngang, làm bên trần thạch cao thì chủ yếu cần tia ngang thôi. Đó, thì video mà chỉnh cái máy này thì em cũng đã chỉnh nhiều rồi đó, nên là em không chia sẻ trong đây đi nữa. Đấy, thì em sẽ làm hoàn thành chỉnh xong cái thứ rồi test lại cho các bác xem nhá. Đây, sẽ đánh vào chấm keo này đó, này vặn cái này vào, bắn keo vào rồi, xong rồi đưa lên giá chỉnh này, sẽ đánh dấu từng điểm này, 1 này, 2 này, 3 này, 4 này, tương đương với 4 góc cạnh đó, nó sẽ cho máy lên giá, sẽ lấy dấu này, 1 này, 2 này, 3 này, 4 này. Đó, mình sẽ lấy theo 4 góc cạnh. Bây giờ như số 1 này. Đây, số 1 này. Số 1 này, thẳng tiến lại đến cái tủ lạnh kia. Em sẽ đo cho các bác xem này. Đây. Ở đây sẽ đo từ cái thân máy này đến cái tủ lạnh kia này, cái đỏ này, tia laser đỏ này. Đó. 8,6 m này, các bác thấy này. Đây, đó. 8,59 m ha, cho mình lại lệch cái tay. Chung là 8,6 m và 8,5 m đi. Không? Đó, từ đây. Đó. 8,59 m. Đó, bây giờ từ số 1 này. Số 1 đây đã chỉnh xong rồi, số 1 này. Đi lại đến cái tủ lạnh này. Này cái dấu này. Đó, ăn này, ăn theo dấu này, số 1 này. Tiếp tục này. Đó, bắt đầu đến số 2 nhá. Số 2 này, quay số 2 ra này. Đó, số 2 đi ra. Thằng này đây. Lại đến đây. Ăn. Đó. Rồi, tiếp tục số 3. Số 3 này. Quay ra này. Này, số 3 này, đây. Đó, thằng số 3 ăn thẳng ra. Quay liền này cho các bác dễ hiểu. Rồi, số 3. Đó. Rồi số 4 này.
số 4 này, số 4 là cái số cần máy này. Đó, cần máy này. Lại thẳng lại đây đây. Số 4. Rồi, ok, ăn nha, chuẩn luôn nhé, 8,5 m mà như này ok. Nói chung máy này ta trong phạm vi khoảng tầm 10 mét đổ lại. Thường thường mình làm trong cái phòng mình để giữa máy ở phòng chứ ít khi mà để xa. Đó, như vậy là khá ok nhé. Đó, 8,5 m. Đó, và là khá chuẩn đây nhé. Đây này. Đó, 8,59 m. Ok, sẽ lắp cái hành chấm keo và cái chỉnh này. Đây. Ở đây có hàn ốc này. Đây ốc này. Đây ốc này, đó, chấm keo vào cho nó khỏi chạy ốc. Đó, xong. Đó lắp vào. Thì đứng này. Thì đứng thì em có cái máy này của em cần chỉnh này thì xong với hai máy. Đó, chứ hai máy cho chập với nhau. Thì chập nhau như này này. Đó đây này. Nó sẽ sát vào nhau như này. Để em cầm một tay thôi. Nó ăn thẳng lên trên kia là nó chuẩn. Còn nếu bác nào không có cái máy này á thì các bác lấy cái cục lập loàn, không có cái máy này để căm theo á, thì các bác cột cục lập loàn xuống này, thì cái máy nó chiếu thẳng vào cái đường dây mà chỉnh á, mà nó xanh hết cái đường dây như này thì là máy nó chuẩn, đó là đường thẳng chuẩn. Đó, đây chung là tương đối ok. Đó, chủ yếu là bác này làm từ ngang nhiều chứ đường này ít khi dùng, đường này có dùng thì chỉ khoảng tầm phạm vi khoảng 5 m đổ về thôi. Đó, dựng vách mà đây là khá ok đó. Đây hai chiềng này. Đó, ok đó. Đó, tiền này. Đây, hai chiều này, chiều này là đều ăn nhau hết này. Đó, thẳng tắp luôn này, thấy không? Hai cái chập lại này. Một hướng luôn này. Đó, là chuẩn luôn nhé các bác. Rồi ok. Keo này, chấm hết những cái đầu ốc này lại này cho nó khỏi bị chạy này. Chấm hết những con ốc ở đây lại này, ốc bên này này. Ốc ở bên này này, lại này. Ok này, đó nó không phải chạy ra. Sau khi chỉnh xong rồi chấm lại là ok. Đó, ta tiến hành lắp này. Đó cái này này anh nhá, úp vào như này thì nó sẽ quọp cái này, thì em sẽ phải quay cái này ra ngoài. Đó, quay này ra ngoài. Đó, kia lại này. Đó, ok, thành phẩm này. Cục pin thì của bác nó bị bung cái này ra này. Đây, cái lát em sẽ lấy máy hàn em chấm lại cho. Máy hàn điểm em chấm lại cho. Chỉnh sửa lại cục pin này, bắn lại keo để cho nó chắc chắn lại cho bác. Rồi, ok. Đó, xong thành phẩm này. Đó, cục pin em cũng chấm hàn cho bác này. Đây, chấm lại đây này. À, thì sẽ bắn keo lại, bắn keo phủ hết này lại cho nó cứng lại này. Đây, sẽ cùng test này. Đó, đây làm bị lệch, để bàn lệch. Tiền bật này. Tắt này. Bật tắt này, tiền ngang này. Tiền ngang thì hắt này. Bật tắt, bật tắt, bật tắt. Đó, sáng yếu tối yếu. Ok nhá. Đó, tắt này. Đó, ok. Đó, rồi, gắn tem, ok. Đấy, bác nào sửa máy xong em sẽ gắn tem như này. Đấy, bác nào có máy giống như này mà muốn sửa máy thì có thể liên hệ nhé. Cần chỉnh rồi chế cháo như này. Đó, từ tia dưới này. Đó, mất tia dưới, bây giờ thành lên tia trên. Đó, lấy tia ngang này, đưa lên đây. Làm tia trên, ok, xong, thành phẩm đẹp lăm lanh. Đó, chuẩn chỉnh. Ok, đó, các bác xài máy này nhớ kỹ càng chút, đừng để rơi rớt là được rồi. Đó, pin này mà các bác muốn xài pin châu ấy, thì em đóng cái pin cho. Đó, pin này của bác bảo bác dùng còn ngon lành. Đây, đây. Tại vì do một cục nó bị lỏng đây, bác có một cục này nó lỏng nữa. Đó, bác kêu em hàn lại. Đây, đây. Đó, thì em sẽ bắn keo lại như này, nó chắc lại. Đấy, thì video muốn chia sẻ cho các bác quay tham khảo vậy thôi. Rồi một lần nữa hiện trần xin các bác đã quay video này, nếu thấy hay thì chia sẻ với người thân và cùng xem và đăng ký kênh. Mình sẽ làm video chia sẻ thêm. Vâng, xin chào, gặp lại các video tiếp theo.